Về công tác tuyển quân năm 2022 ở tỉnh ta đã được thực hiện trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp trong tỉnh đã thực hiện khá đồng bộ từ khâu quán triệt nhiệm vụ đến việc chỉ đạo lập kế hoạch, hoàn thành các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật. Kết quả công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đã giao nhận 1.540 công dân, đạt 100%, -100 chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng an toàn đúng thời gian và quy định của pháp luật. Trong đó chất lượng tân binh được đánh giá cao hơn năm 2021. Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung rút kinh nghiệm, thảo luận đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong năm 2023.